Sáng ngày 9 tháng 3, tại trường Trung học phổ thông Thường Tín, Hà Nội, đã diễn ra chương trình đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp học sinh trung học phổ thông do báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với trường Đại học Thành đô tổ chức. Chương trình thu hút hàng nghìn học sinh đến từ một số trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đến tham dự. Công tác hướng nghiệp thì là một trong cái việc quan trọng nhất có thể đánh giá một cái bước chuyển mình trong cuộc đời của một con người khi mà các em đến độ tuổi trung học phổ thông và đặc biệt là khối 12. Thì đối với trường Đại học Sư phạm Hà Nội chúng tôi thì cực kỳ coi trọng cái công tác hướng nghiệp cho các em học sinh. Có thể kể cả các em không chọn trường sư phạm thì cái sứ mệnh của nhà trường với các cái chuyên gia được đào tạo về các lĩnh vực về tâm lý giáo dục cũng rất là chú trọng về cái công tác hướng nghiệp cho học sinh ở các cái trường phổ thông. Năm 2024 là năm cuối cùng thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Kể từ năm 2025, các kỳ thi sẽ có những thay đổi đáng kể về nội dung và hình thức. Điều này khiến nhiều học sinh lớp 12 và các vị phụ huynh khá lo lắng. Vì vậy, việc chuẩn bị cho các kỳ thi và lên kế hoạch lựa chọn những ngành, trường đại học đúng với sở thích, sở trường sẽ gia tăng cơ hội hoàn thành những mục tiêu trong năm nay cho các thí sinh. Tại vì tôi nghĩ là nếu mà cái định hướng của bản thân thì nó vẫn có thể thay đổi ở trong tương lai ạ. Và bản thân tôi thì cũng là một học sinh và tôi chưa có nhiều cái kinh nghiệm cũng như là chưa có nhiều cái kiến thức, thì cái việc mà lắng nghe những cái lời khuyên từ những người lớn tuổi cũng như những người đã có kinh nghiệm, những cái chuyên gia thì sẽ giúp cho tôi có thêm cái lời khuyên cũng như là có thêm cái kiến thức để lựa chọn cái ngành nghề cũng như là lựa chọn những cái phương thức tuyển sinh và trường đại học mà nó phù hợp nhất với bản thân mình. Em muốn có thông tin gọi là sẽ giúp ích cho em để trong công tác gọi là tuyển sinh, về định hướng cho em để xem là em có thích ngành này không. Chương trình nhằm giúp học sinh, phụ huynh có thể tìm hiểu kỹ lưỡng về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, định hướng nghề nghiệp cho các em trước ngưỡng cửa của cuộc đời, cập nhật những thông tin tuyển sinh mới nhất từ các trường đại học, đồng thời giải đáp các thắc mắc về định hướng chọn ngành, chọn nghề trong tương lai. Tại chương trình, lãnh đạo vụ giáo dục đại học đã trực tiếp cung cấp thông tin mới nhất về những quy định, các mốc thời gian tuyển sinh trong năm 2024, cũng như những lưu ý quan trọng khi đăng ký tuyển sinh. Các trường đại học thì được phép tự chủ trong việc xác định chỉ tiêu, trong việc công bố các cái ngành đào tạo, quyết định cái số lần xét tuyển. Như các em phải lưu ý, đa số các trường xét tuyển và gọi học sinh nhập học ở cái đợt 1 theo kế hoạch chung của bộ. Những trường mà xét tuyển những đợt bổ sung không nhiều, do đó chúng ta phải tính toán để mà lựa chọn các nguyện vọng ở cái đợt 1 là chủ yếu. Bên cạnh đó, chuyên gia từ các trường đại học đã trả lời câu hỏi của học sinh về định hướng nghề nghiệp, chọn ngành, chọn trường cùng nhiều lưu ý quan trọng khác khi đăng ký xét tuyển. Đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân cũng chia sẻ, truyền cảm hứng động lực thúc đẩy các em học sinh theo đuổi ước mơ. Qua đó tạo môi trường tư vấn chất lượng và đa dạng để giúp các em học sinh trung học phổ thông hiểu rõ hơn về các lựa chọn học tập và nghề nghiệp phù hợp. Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2024 thu hút sự tham gia của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Tại đây, các cơ sở giáo dục sẽ giới thiệu đến các em học sinh phương án tuyển sinh, chỉ tiêu xét tuyển, mức học phí cũng như giới thiệu các ngành nghề đào tạo của nhà trường.